hắn như thế nào không có áp lực đấy tại trong đại đấu hồn tràng bên trên hắn cũng nhận kích thích hắn đưa đến tác dụng rất nhỏ lại thu hoạch giống như người khác nhiều huy chương coi như mọi người không nói hắn trong lòng mình thật sự dễ chịu sao hắn nghĩ muốn trở lên mạnh hơn muốn trở thành một đoàn trong đoàn đội có ích người là miền vũ sơ một hờ sẽ nói ta giúp ngươi không có vấn đề thế nhưng mà phong tử ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý bởi vì không có dấu hiệu quả khả năng rất rất lớn Ta không hy vọng người bởi vì truy cầu thực lực mà dẫn đến tâm tình của mình xảy ra vấn đề. Nói như vậy, người có khả năng sẽ đi xuống. Lưu Phong nói. Người yên tâm đi, coi như không được ta cũng không hối hận Nhưng ta luôn luôn thử một chút Lão sử nhận lấy ta là bởi vì ta giống như hắn đầy đủ cứng cỏi Con đường này đi không thông Ta liền còn muốn những biện pháp khác So với các người trả giá càng nhiều lỗ lực Mà lại ta hiện tại cũng so với lúc trước liêm thử thời điểm mạnh không ít Hiền vũ ta đã cấp 30 Làm hiền vũ nhãn tỉnh sáng lên Lưu phong đột phá đến cấp 30 rồi Không nghĩ tới nhanh như vậy Thật sự là coi là niềm vui ngoài ý muốn đi vào học viện sửa lại khắc về sau đang cố gắng đồng thời có thu hoạch không chỉ là chính hắn tất cả mọi người đang nhanh chóng trưởng thành Trường nào thì bắt đầu làm miền vũ hỏi lưu phong nói liên hiện tại đi ta hồi trở lại ký túc xá chúng ta tại đố là thế giới thấy hắn diễn nhiên không có điên cuồng đến muốn tại ở trong thế giới hiện thực nếm thử cái kia mới là thật sự muốn chết hắn chỉ muốn mạnh lên nhưng không có muốn chết ý nghĩa Lưu Phong đi làm miền vũ không khỏi cảm thán Mọi người cảm giác nguy hiểm thật đều là cường liệt Học viện sư lệ khác Nó là nhiều học viện tự do tụ luyện Có thể tại trong dạng này không khí phía dưới Người nào lại dám có nửa phần lười biếng đây Thật sự muốn liều mạng lũ lực mới được Sau đó quá trình là tàn khốc Hai người tiến vào trong đấu la thế giới, đi vào cá nhân đối chiến mô phỏng sân huấn luyện. Lam men Vũ dùng kim ngấn hai loại làm ngân thảo phụ trợ Lưu Phong. Lưu Phong đúng là mạnh lên. Lúc trước thì bọn hắn tiến hành liếm thử thời điểm. Lưu Phong thân thể giống như là bị nhầm lửa pháo đốt, trong nháy mắt liền nổ ra. Lần kia suốt nữa để lại cho hắn bóng mờ, mà lần này hắn kiên trì 3 giây đồng hồ. Đúng vậy, cũng vẻn vẹn chẳng qua là ba giây đồng hồ mà thôi. Tại hai loại làm ngân thảo trùng nhỏ tầng phúc phía dưới, thân thể của hắn giống như là đang ở trong thổi phòng khí cầu, không ngừng bành trướng, sau đó phanh một tiếng lại lổ tung. Đừng nói là lưu phóng, ngay cả làm hiền vũ đều có một chút bị kích thích, mà lại hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch ra một sự kiến, lưu phóng mạnh lên, có thể chính mình cũng thay đổi ra. Hắn hiện tại huyết mạch ở trong cơ thể vòng xoáy so với trước kia không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần Nhất là đang hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh năng lượng tình huống phía dưới Huyết mạch vòng xoáy thật sự mạnh lên rất nhiều rất nhiều Cho nên hắn mang cho lưu phòng song trọng phụ trợ Cuối cùng là trước kia không đồng sáng nếu như dùng cái này để cân nhắc đồng bạn võ hồn, không thể nghi ngờ, nguyên nhân huy huy đúng thiên thu võ hồn đều muốn so với liều phòng mạnh hơn nhiều, mà lại theo lúc ấy nguyên nhân huy huy của mới đống thiên thu phản ứng đến xem, giống như đống thiên thu võ hồn còn muốn tại trong nguyên nhân huy huy võ hồn phía trên. Dù sao thì đống thiên thu là tại hắn phụ trợ phía dưới trực tiếp liền dùng ra võ hồn dùng hợp kỹ, mà nguyên nhân huy huy nhiều trước bởi vì bị kích thích mà phát sinh võ hồn biến dị như thế đến xem đống thiên thu hẳn là càng mạnh hơn mới đúng nhưng từ thực tế sức chiến đấu đến xem đống thiên thu lại không bằng nguyên ân huy huy cái này lại là nguyên nhân gì đấy võ hồn thế giới quả nhiên có rất nhiều thần bí địa phương lưu phong liếm thửa không thể nghi ngờ là không thành công nhưng hắn dùng hành động hướng làm nhiệm vụ đã chứng minh chính mình cứng cỏi lần thứ nhất thất bại sau khi đi xa hắn sắc mặt tái nhợt có thể là nương tựa theo đấu lại thế giới hệ thống khôi phục lại về sau, hắn lập tức liền yêu cầu bắt đầu lần thứ hai nếm thử, kết quả dĩ nhiên không có cái gì cải biến, lúc này thổi phóng bành trướng vào lỗ tung, mắt thấy của Lưu Phong lần lượt ở trước mặt mình lỗ tung, là miền vua cũng bắt đầu trở lên bị tê, mà Lưu Phong sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi tại đấu là thế giới bên trong bọn hắn là có cảm giác đau nhất là tại trong học viện sửa lễ khắc bên trong tất cả mọi người cảm giác đau đều được điều chỉnh và so với người bình thường ở đấu là thế giới cao hơn nhiều mỗi một lần tự bạo mang cho lưu phong cái chủng loại kia kích thích có thể nghĩ nhưng chính là ở phía tình huống như vậy hắn vẫn nhiều cũ chống đỡ được vẫn nhiều cũ một lần lại một lần yêu cầu làm hiền vũ tiếp tục Mai đến lần thứ 12, La Minh Vũ lại nhìn thấy Lưu Phong thời điểm, cho dù là tại đấu la thế giới bên trong, Lưu Phong miệng cũng đã không khép lại được, nước miếng theo khóe miệng chảy xuôi, toàn thân cờ bắp đều tại cò quáp. Điều này khiến nhiên là đến tự thân tinh thần đã không cách nào khống chế được hệ thần kinh trình độ. Phong tử, không thể lại tiếp tục, lại tiếp tục nữa, người tinh thần để muốn hỏng mất, đây cũng không phải là đấu la thế giới hệ thống có khả năng khôi phục. Làm Minh Vũ nói, Kiên quyết nói ra hắn sẽ không lại bàn cho Lưu Phong tiếp tục thử Ta, ta có khả năng Lưu Phong lúc này âm thanh có một chút mơ hồ không rõ Không được, tuyệt đối không thể nào lại tiếp tục Trước nghỉ ngơi thật tốt đi Nếu như người có muốn tiếp tục, chờ sau đó rồi nói Lưu Phong nhìn xem trước mặt dũng tích không gian Ánh mắt có một chút ngốc trẻ, có chút mở mịt Sau đó vô ý thức giống lựa chọn lúc ao Lưu Phong ý thức chậm rãi hồi phục lại, chung quanh một vùng tắm tối. Lúc này hắn chỉ cảm thấy là ngón tay liền có thể mở ra chính mình khoang thuyền mô phóng. Nhưng hắn không có, hắn chẳng qua là lẳng lặng nằm tại đây cái hắc ám thế giới bên trong. Hắn có thể cảm giác được miệng của mình kéo ra lấy, nước miếng đang chảy, thân thể đang không ngừng run giấy. Chính như La Miền Vũ nói như vậy, thân thể của hắn đã đạt đến cực hạn, tiếp tục như vậy xuống hắn nhất định sẽ nổ tung. Vẫn không có thành công sao, chính mình tinh thần chi hài đến muốn tàn vỡ, thân thể tức thì đã bị chính mình chơi đùa giống rách bao tải giống như vậy có thể là võ hồn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào vì cái gì vì sao lại dạng này vì cái gì thiên phú của ta liền là không bằng người khác ta cố gắng như vậy liên mạng như vậy vì cái gì chỉ là có thể bắt kịp đồng bạn bố pháp ta cũng chỉ có thể một cái yêu cầu không cam lòng cảm xúc ở trong lòng nhàn chán thân thể yếu ớt trạng thái nhường hắn sâu ở trong nội tâm âm thanh đề cao đến lớn nhất hắn chỉ cảm giác rằng mình người trong lồng ngực phảng phất kìm nén một cỗ khí, cả người đều giống như muốn chân chính nổ tung giống nhau. cánh tay phải của hắn bắt đầu phát hiệt, nhàn nhạt hào quang màu bạc lượn lờ. đây là ngân nguyệt làng cánh tay phải hồn cốt tại trong giống như tự động chủ tản mắt ra thuộc về hồn cốt khí tức chậm rãi giảm bớt lấy hắn ở trong lộ tầm thích tụ, không muốn ta không muốn giảm bớt ta muốn trở lên mạnh hơn ta chỉ cần mạnh lên liêu phong hai mắt không biết lúc nào đó kinh biến đến mức là một mạnh huyết hồng. hắn đột nhiên một phát bắt được cánh tay phải của mình dùng sức nắm kéo tại thời khắc này thần trí của hắn đều đã có chút không thanh tính cánh tay phải chuyển đến thống khổ ngược lại nhường ở trong lòng của hắn dễ dàng một chút tinh thần chi hải lại bị hắn gần như điên cuồng ý niệm trùng kích đến sắp phá toái mạnh lên ta đến tột cùng như thế nào mới có thể mạnh lên đấy lưu phong tại ở trong sâu trong nội tấm điên cuồng kêu gào nước mắt không bị khống chế được mà chảy xuôi mà xuống ngay lúc này đáy lòng của hắn xuất hiện ra một âm thanh tại hướng hắn phát ra nghi vấn tại sao phải mạnh lên đúng vậy tại sao mình muốn trở nên mạnh hơn đấy lưu phong ngẩn người suy nghĩ tại đấy một cái chớp mắt giống như dừng lại một chút vì cái gì đây tại trong đầu của hắn, một vài bức hình ảnh lối nến đầu tiên xuất hiện liên là lúc trước hắn cùng với làm miền vũ. Tiền lỗi vừa mới bắt đầu tiếp nhận vào học viện sửa lẻ khác khảo thí. Tại bên trong thùng lũng kia, đối mặt với địa hỏa xích lòng tình cánh Khi đó, ba người bọn họ mấy lần biến nguy thành án, cuối cùng thu được tiền thứ nhất. Bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, lẫn nhau bảo hộ đang lúc nguy nan không có thể nào hiện ra được nửa phần nhát gan cùng với thỏa hiệp, toàn lực ứng phó ta muốn trở lên mạnh hơn là vì bảo hộ đồng đội của ta là vì làm bạn bọn hắn cùng với bọn hắn cùng một chỗ trưởng thành bởi vì cùng với bọn họ ta là vui vẻ, ta không nên bị hạ xuống, ta muốn một mực cùng với bọn họ ở một chỗ. Tại đây một cái trước mắt, Lưu Phong đột nhiên hiểu rõ tại sao mình muốn trở lên mạnh hơn. Chính mình muốn trở lên mạnh hơn cũng không chỉ là vì chính mình, mà là vì có thể một mực cùng với bọn họ ở cùng một chỗ. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được, là mền vũ vô cùng kiên định nói cho hắn biết cùng với tiền lỗi, bọn hắn sẽ cùng một chỗ thi đậu vào học viện sủ khác vào thời khắc ấy nội tâm của hắn liền đã bị nhem lửa bọn hắn là đồng bán cũng là huỳnh đệ bọn hắn muốn hai bên cùng ủng hộ càng phải lẫn nhau làm bán dù như thế nào hắn đều muốn bắt kịp hắn hẳn là bước chân của hai người lúc này liều phóng điên cuồng cảm xúc đột nhiên biến mất kéo tung lấy chính mình cánh tay phải cùng với cánh tay trái. Mặc dù thân thể tinh thần vẫn nhiều cũ thống khổ, nhưng ở một cái trước mắt này, Lưu Phong lại phát hiện ra đầu óc của mình trở nên vô cùng thú thái. Hắn miễn cương đè xuống cái nút, khoang thiền mô phỏng chậm rãi mở ra, phía ngoài chiếu sáng diện tích tiến đến, rơi ở trên người của hắn. Đó là trong phòng ánh đèn, lúc này, cái kia ánh đèn phảng phất chiếu sáng bộ ngực của hắn, trong chốc lát trong cơ thể của hắn tất cả uẩn khí phẳng phất đều tìm được phát tiết lôi ra, ở trong người dâng trào xoay tròn hóa thành thanh khí ta không phải tự mình đơn thuần vì mình mà nghĩ mạnh lên ta muốn trở lên mạnh hơn là vì có thể làm bạn cùng với các ngươi cùng làm bạn với bạn của ta bảo vệ bọn hắn cùng với bọn họ chung nhau trưởng thành cũng lại trở thành một cái đồng đội đối với liên bang có ích Ông một tiếng, một tia sáng trắng bỗng nhiên từ trên ngực của Lưu Phong để thăng mà lên, mang theo thân thể của hắn ra khỏi khoang thuyền mô phóng. Lưu Phong đánh ra một cái vảnh lên, suýt lửa bổ nháo, hắn vô ý thức đưa tay bắt lấy đạo ánh sáng trắng kia. Có thể không đúng chính là Bạch Long Thương sao? Bạch Long Thường chống đỡ lấy thân thể của hắn, cả người hắn đều bởi vì suy yếu mà có một chút run rẩy. Giờ này các nấy, ở trong cơ thể cái kia khổ thanh khí đang không ngừng tràn vào thân thể của hắn,